Trong số gần 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương, tỉnh Long An vinh dự có một nhà giáo được tuyên dương năm 2020, đó là thầy Lê Trọng Đức, giáo viên môn Hóa học, trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Thầy cũng là công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh năm nay trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Là giáo viên trẻ năng động nên mỗi tiết Hóa học do thầy Lê Trọng Đức đứng lớp đều trở nên sinh động, cuốn hút bởi cách truyền đạt dễ hiểu. Ngoài việc giảng dạy, thầy còn tham gia và đạt giải nhất trong cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Long An lần thứ nhất dưới đề tài sản xuất xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường, sử dụng hoạt chất kháng khuẩn từ lá cây chùm rượu năm 2019, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bình chọn để ghi vào sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019, cùng nhiều thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học. Sau khi tốt nghiệp thì mình về trường công tác thì mình lúc đó thì mình cũng được rất là nhiều thầy cô dìu dắt giúp đỡ mình để mình đạt được nhiều cái thành tích ở trong chuyên môn, và mình sẽ lấy đó làm động lực để ngày càng mình phấn đấu hơn nữa trong cái công tác chuyên môn của mình. Mình sẽ càng ngày càng học hỏi hơn nữa để trở thành một người giáo viên vững về chuyên môn. Thầy Đức hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành hóa hữu cơ tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã công bố các bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, gồm một bài báo quốc tế và 4 bài báo trong nước. Những kết quả đạt được sẽ là động lực để nhà giáo trẻ tiêu biểu Lê Trọng Đức tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao quý.